Rồi đã quay với trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục thử thách đi bắt cua sau mùa mưa nha mọi người. Đây mình mới vừa bắt được một con này. Bắt đầu đi theo cặp mấy đường mương nha mọi người. Mình mới bắt được con cua. Cua mái nha. Như có con rồi mọi người. Đây mình bắt trên cái mấy đường mương cánh đồng này. Đây mọi người. Cậu hai nãy bắt nửa hùng bê á, này tối cho nó gà dữ lắm hả? Tối bắt theo đường nước này cũng vậy nè, bắt hết luôn lừ. Đây mọi người, cua đồng mọi người. Đây Lệ Hy ơi, thanh niên cầm hùng đi lâu quá. Mọi người nãy giờ được ba con rồi. Bây giờ mình sẽ đi đường mương này nha mọi người. Đây mới bắt được con nha mọi người. Mấy này vậy mà không có cá lên nè. Mới vừa bắt được con nha mọi người. Bắt chỗ này. Đây. Cua đồng nha mọi người. Anh thanh niên cầm hùng mà tối ngày đi đâu không? Chết luôn. Đây được con em nữa nha mọi người. Đây. Nghe đường nước lên nha mọi người. Đây mình đang đi tiếp đây. Đây vừa quá trời vừa nha mọi người. Vừa quá trời luôn mà không thấy cua. Đi nè. Còn mấy đường nước có không thầy? Đây mọi người. Nè mọi người. Kẹt đâu quá. Nè mọi người. Khôn lắm. Khôn quá. Đây mới được con mini nha mọi người. Đây mọi người mới bắt được hai cái vô đồng nha mọi người. Đây cái vô chà bá luôn. Đây mọi người, hành trình sẽ cua của mình được như đây. Lát mình sẽ bắt đầu đi sâu tiếp. Tạm thời là có như đây với được hai cái vô nha mọi người.